Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh Tin Mới. Phương Thúy xin kính chúc quý vị có một ngày làm việc năng động và hiệu quả. Và ngay bây giờ, hãy cùng chúng tôi điểm lại những thông tin trong 24 giờ qua. Đừng quên ấn like cũng như đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất cứ thông tin đáng chú ý nào nhé. Trong những năm gần đây, quan hệ Việt Nam, Ấn Độ đang ngày càng thắt chặt. Đặc biệt là trong lĩnh vực quốc phòng, Ấn Độ đã hỗ trợ Việt Nam trong việc đào tạo thủy thủ tàu ngầm Kilo và phi công máy bay Su-30, cũng như đang tuyên bố khả năng bắn tên lửa chống hạm siêu âm BrahMos cho Việt Nam đầu tiên. Với những việc đã làm, Ấn Độ đang nổi lên như một mối hy vọng cho Việt Nam để đối phó với những chiêu trò của người khổng lồ láng giềng trên Biển Đông. Tuy nhiên, liệu Ấn Độ có dám thắt chặt quan hệ với Việt Nam bất chấp sự tức tối của Trung Quốc hay không thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu một vài vấn đề tạo nên động lực cho họ. Trước hết, phải nhận thấy Ấn Độ và Trung Quốc là những nước hiện chỉ bằng mặt mà không bằng lòng. Giống như Việt Nam, Ấn Độ có đường biên giới với Trung Quốc và từng bị Trung Quốc xua quân đánh bất thần vào năm 1962. Sau khi rút quân, Trung Quốc hiện vẫn chiếm giữ một số khu vực lãnh thổ mà trước kia thuộc Ấn Độ kiểm soát. Đây là mâu thuẫn thứ nhất trong quan hệ Trung-Ấn. Vấn đề thứ hai là gần đây, khi Trung Quốc phát triển hải quân và bắt đầu thực hiện mơ ước xây dựng lực lượng hải quân đại dương, họ đã từng bước vươn sang khu vực Ấn Độ Dương. Nhiều chuyến thăm viếng của tàu chiến mặt nước của Trung Quốc đến Ấn Độ Dương và thêm vào đó là cả những chuyến đi bí mật của tàu ngầm Trung Quốc ở đây đã khiến Ấn Độ phải cảnh giác. Chưa dừng ở đó, Trung Quốc đang có những động thái dùng kinh tế để tranh giành ảnh hưởng với Ấn Độ ở các quốc gia láng giềng với New Delhi. Việc Trung Quốc từng bước bộc lộ ý đồ mở rộng ảnh hưởng sang các quốc gia Nam Á và tăng sự hiện diện sang Ấn Độ Dương là vấn đề lớn khiến Ấn Độ cần phải lưu tâm thứ hai trong quan hệ với Trung Quốc. Vấn đề thứ ba là Trung Quốc đã nuôi dưỡng và trợ giúp cho đối thủ trực tiếp của Ấn Độ là Pakistan. Trên thế giới hiện nay, có lẽ Pakistan là đồng minh thân cận nhất của Trung Quốc. Quan hệ mật thiết của hai nước này bao gồm từ hợp tác kinh tế đến hợp tác phát triển vũ khí quốc phòng. Người Ấn Độ không khờ dại gì để hiểu rằng, việc Trung Quốc thân mật với Pakistan chẳng qua chỉ là để nuôi dưỡng một chiến binh xung kích ngay sát nách nhằm kiềm chế Ấn Độ. Vấn đề thứ tư là Trung Quốc gần đây đã áp dụng vũ khí, nguồn nước để gây khó khăn cho Ấn Độ. Các dự án thủy điện của Trung Quốc xây dựng trên những con sông bắt nguồn từ Tây Tạng đã khiến nhiều vùng của Ấn Độ trở nên khô hạn, thiếu nước ngọt. Vũ khí nguồn nước cũng được Trung Quốc áp dụng để đối phó với các nước Đông Nam Á qua các dự án thủy điện trên sông Mekong. Có thể nói, hành động xây đập thủy điện tràn lan của Trung Quốc là hành động ích kỷ, bỏ qua lợi ích của hàng triệu người dân các nước xung quanh, đồng thời cũng là một vũ khí chính trị để Bắc Kinh gây sức ép hòng sai khiến các nước láng giềng. Vấn đề thứ năm, có thể nói rằng Ấn Độ và Trung Quốc là hai nước có diện tích và dân số khổng lồ ở châu Á. Trung Quốc sau quá trình phát triển kinh tế vùn vụt, trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, nhưng Ấn Độ cũng đang nổi lên rất nhanh. Quy mô kinh tế của Ấn Độ năm 2015 cũng lên tới 8.000 tỷ đô la tính theo sức mua tương đương. Do vậy, đối với Trung Quốc, đây là đối thủ lớn nhất về mọi mặt ở châu Á. Trung Quốc phải kiềm chế Ấn Độ vì lợi ích của mình, còn Ấn Độ cũng phải phá thế kiềm tỏa của Trung Quốc để phát triển đi lên. Với những mâu thuẫn này, Ấn Độ có rất nhiều động lực để ủng hộ cho các quốc gia có mâu thuẫn với Trung Quốc, nhằm thêm đồng minh trong thế trận đối phó với Bắc Kinh. Trong số các nước đang có mâu thuẫn về chủ quyền biển đảo với Trung Quốc ở Biển Đông hiện nay, Việt Nam có một vị trí quan trọng. Trước hết, Việt Nam là nước có thực lực nhất trong số các nước tranh chấp với Trung Quốc. Thứ hai, Việt Nam với Ấn Độ cùng chung cảnh ngộ khi từng bị Trung Quốc đem quân đánh bất thần ở biên giới. Do vậy, nếu Trung Quốc coi Biển Đông là nơi đột phá để tiến ra đại dương, thì Ấn Độ cũng lấy Việt Nam làm vị trí quan trọng trong chính sách hướng đông của họ. Trước mắt, Ấn Độ đã và đang giúp Việt Nam huấn luyện thủy thủ tàu ngầm, phi công Su-30. Đầu năm 2016, Ấn Độ lại loan báo muốn đặt một trung tâm vệ tinh ở thành phố Hồ Chí Minh để giúp Việt Nam có thể nhận hình ảnh từ vệ tinh của Ấn Độ một cách trực tiếp mà không cần hỏi ý kiến New Delhi. Gần đây, sau chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ, New Delhi đã tuyên bố Việt Nam có thể là nước đầu tiên được mua tên lửa chống hạm BrahMos. Ngoài ra, các công ty dầu khí của Ấn Độ đã kiên trì hợp tác thăm dò dầu khí với phía Việt Nam trên Biển Đông. Bất chấp những lời dọa nạt từ phía Trung Quốc, qua những việc đã kể trên thì có vẻ Ấn Độ rất quyết tâm và nhất quán trong vấn đề ủng hộ Việt Nam ở Biển Đông. Vậy New Delhi có đạt được lợi ích gì hay không? Thực tế, nếu dựa trên các mâu thuẫn giữa Bắc Kinh và New Delhi như đã nói ở trên, thì không khó lắm để thấy rằng các hành động giúp Việt Nam cũng chính là Ấn Độ tự giúp chính mình. Khi giúp quân đội Việt Nam nâng cao năng lực tác chiến thì Việt Nam tăng cường được sức mạnh răn đe để giữ gìn biển đảo trên Biển Đông. Một khi Trung Quốc chưa nuốt hết được Biển Đông, thì họ sẽ chưa tập trung được nguồn lực để vươn ra Ấn Độ Dương. Thứ hai, với sự tăng cường hợp tác kinh tế và quốc phòng Việt Nam, New Delhi có điều kiện để theo dõi hành động của Hải quân Trung Quốc từ điểm xuất phát của nó. Bởi lẽ, để sang Ấn Độ Dương, tàu thuyền Trung Quốc phải đi xuyên từ phía Bắc xuống phía Nam Biển Đông và đi qua eo biển Malacca là con đường ngắn nhất hiện nay. Các bạn thân mến, như vậy, sự hợp tác cả về kinh tế và quốc phòng giữa Việt Nam và Ấn Độ là xu hướng có lợi cho chiến lược của cả hai nước. Ngoài Ấn Độ,
tình hình Biển Đông cũng sẽ thúc đẩy những nước khác như Nhật Bản và Mỹ tăng cường hợp tác quốc phòng với Việt Nam. Mới đây, Mỹ cũng đã gỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí sát thương với Việt Nam và Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP cũng đã được ký kết. Vấn đề còn lại của Việt Nam là làm sao tranh thủ được những cơ hội và thuận lợi đó, nhưng cũng tránh được những bước đi mạo hiểm khiến mình trở thành quân bài cho các nước lớn, mặc cả với nhau. Nếu làm được điều đó, Việt Nam sẽ có những cơ hội lớn để phát triển kinh tế và quốc phòng, đưa vị thế đất nước lên một tầm cao mới. Quan hệ ngày thắt chặt thêm giữa Ấn Độ và Việt Nam mang lại lợi ích chiến lược cho cả hai bên. Nhưng vấn đề đặt ra là phản ứng của Trung Quốc ra sao và dữ dội như thế nào? Đối với tác giả bài báo, khả năng Ấn Độ sắp bán cho Việt Nam hệ thống tên lửa phòng không Akash Tinvi là yếu tố mới nhất trong quan hệ chiến lược rộng lớn không ngừng được tăng cường nhanh chóng giữa hai nước trong những năm gần đây. Điều này đã tác động thêm vào cuộc tranh chấp đang leo thang ở Biển Đông, được Nhật báo Ấn Times of India tiết lộ lần đầu tiên vào tuần qua. Cuộc đàm phán trên thương vụ này cũng phù hợp với tham vọng của Ấn Độ muốn trở thành nước cung cấp vũ khí quan trọng. Đề nghị mới nhất của New Delhi bao gồm trước hết loại hỏa tiễn tầm trung địa đối không Akash do Bộ Quốc phòng Ấn Độ sản xuất, có thể bắn hạ chiến đấu cơ, phi cơ trực thăng và máy bay không người lái drone ở cách xa 25 km, trong lúc mà Bắc Kinh đang xây dựng hệ thống phòng không trên những thực thể mà Trung Quốc chiếm giữ ở vùng Biển Đông đang tranh chấp. Ấn Độ cũng đề nghị bán cho Việt Nam loại ngư lôi chống tàu ngầm Vajracchandra trong bối cảnh quan hệ với Trung Quốc căng thẳng thêm lên. Ấn dùng Akash thay cho Brahmos bị Nga cản trở. Thông tin về vụ mua bán hệ thống hỏa tiễn Akash nói trên được tiết lộ vào lúc có tin là yêu cầu của Việt Nam muốn mua hệ thống tên lửa siêu thanh Brahmos do Ấn Nga hợp tác sản xuất đã thất bại vì Moscow không đồng ý. Brahmos là loại hỏa tiễn chống hạm bay nhanh nhất thế giới, có thể bắn trúng mục tiêu ở cách xa 300 cây số. Trong một chục năm gần đây, Việt Nam đã kiên trì tăng cường năng lực quân sự của mình, thậm chí đẩy mạnh việc mua các loại thiết bị, vũ khí của nước ngoài có khả năng triển khai được ra những vùng tranh chấp nóng bỏng ở Biển Đông. Vào năm ngoái 2016, Bắc Kinh đã phản ứng giận dữ khi Mỹ bãi bỏ cấm vận vũ khí đối với Việt Nam. Hợp tác quốc phòng là trọng tâm quan hệ song phương Việt Ấn từ năm 2007, khi hai bên ký biên bản ghi nhớ về huấn luyện, trao đổi và viếng thăm lẫn nhau. Tháng 9 năm 2016, hai nước đã nâng quan hệ đối tác lên tầm đối tác chiến lược toàn diện và Ấn Độ đã trở thành một trong những đồng minh chiến lược hàng đầu của Việt Nam. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã thúc đẩy nhanh hơn hợp tác quốc phòng Hà Nội - New Delhi. Tháng 10 năm 2014, nhân dịp Thủ tướng Việt Nam lúc bấy giờ là ông Nguyễn Tấn Dũng viếng thăm Ấn Độ, Thủ tướng Modi đã tuyên bố, công cuộc hợp tác quốc phòng của chúng ta với Việt Nam là một trong những quan hệ hợp tác quan trọng nhất. Ấn Độ luôn luôn quyết tâm giúp đỡ Việt Nam trong việc hiện đại hóa quân đội và lực lượng an ninh. Quan hệ Việt-Ấn còn được thắt chặt nữa với tầm nhìn chiến lược chung 12 điểm, 12 Joint Vision Statement với khoản tín dụng 500 triệu đô la để trợ giúp Việt Nam mua vũ khí Ấn Độ nhân chuyến thăm Việt Nam của ông Modi trong tháng 9 năm 2016, tăng lên gấp 5 lần tín dụng, 100 triệu đô la năm 2014 trước đó. Việt Nam là một khách hàng chiến lược hữu ích đối với Ấn Độ trong lúc New Delhi tìm cách gia tăng xuất khẩu vũ khí để đạt mức 2 tỷ đô la trong những năm tới đây. Hợp tác Việt-Ấn toàn diện, từ vũ khí đến huấn luyện và bảo trì hợp tác quân sự Việt-Ấn không chỉ giới hạn vào việc mua bán vũ khí, mà còn mở rộng ra lĩnh vực hợp tác đào tạo và huấn luyện quân sự. Ấn Độ đã đồng ý huấn luyện phi công Việt Nam trên những chiếc Su-30 và Su khôi khác của Nga, huấn luyện thủy thủ Việt Nam trên tàu ngầm lớp Kilo của Nga mà Việt Nam đã đặt mua 6 chiếc năm 2009, với chiếc cuối cùng được giao vào năm ngoái 2016. New Delhi cũng tăng cường trợ giúp Trung tâm Đào tạo và Ngoại ngữ và Công nghệ Thông tin tại Trường Sĩ quan Truyền tin ở Nha Trang. Đây là thành phố gần cảng Cam Ranh, nơi Nga vẫn còn duy trì một ít ảnh hưởng và Mỹ rất mong muốn trở lại. Ngoài ra, còn có thỏa thuận hợp tác về không gian, bao gồm cả vệ tinh mà Ấn Độ sẽ phóng đi cho Việt Nam để quan sát nhiều khu vực trên Biển Đông. Cùng là khách hàng từ lâu của Nga, Việt Nam và Ấn Độ có thể phối hợp ở một mức độ rất cao. Việt Nam có thể gửi thiết bị mua của Nga sang Ấn Độ để sửa chữa, với chi phí rẻ hơn là gửi sang Nga. Tính ra từ 2011 đến 2015, Việt Nam đứng hàng thứ 8 thế giới trong việc nhập vũ khí, theo bảng xếp hạng của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm SIPRI. Với Ấn Độ, Việt Nam đỡ nhức đầu vì tính toán Mỹ-Trung hay Nga-Trung theo nhận định của nhà báo Helen Clark. Nhìn từ phía Ấn Độ, việc cung cấp vũ khí cho Việt Nam nằm trong chính sách hướng Đông, xoay trục về phía Đông Nam Á của New Delhi. Nếu việc bán hỏa tiễn Akash được hoàn tất, điều đó có thể sẽ mở cửa cảng Cam Ranh rộng hơn cho Ấn Độ để đảm trách việc bảo trì thiết bị và huấn luyện. Ấn Độ cũng đã có mặt để thăm dò dầu khí ở vùng Biển Đông, kể cả ở những khu vực của Việt Nam bị Trung Quốc tranh chấp chủ quyền. Sự hiện diện của Ấn Độ ở Cam Ranh, theo giới phân tích, có khả năng răn đe Trung Quốc khi nước này muốn can thiệp vào những việc thăm dò dầu khí ở Biển Đông. Cho dù Trung Quốc rõ ràng là nhân tố thúc đẩy công cuộc hợp tác Việt-Ấn, nhưng Việt Nam cũng thực hiện một chiến lược mở rộng hơn nữa các mối quan hệ, nguyên là cột trụ của khối phi liên kết, đồng thời là cường quốc ngày càng nặng ký trong vùng. Ấn Độ đã trở thành một đồng minh có giá trị,
không vướng vào cuộc tranh giành ảnh hưởng Mỹ-Trung cũng như xu hướng liên kết đầy bất an Nga-Trung. Trung Quốc hù dọa Ấn Độ và gây áp lực trên Việt Nam. Bài báo của Helen Clark kết thúc bằng nhận định là cần phải chờ xem Trung Quốc phản ứng thế nào trước việc Việt Nam và Ấn Độ đàm phán về tên lửa AKAT. Tuy nhiên, ngay sau khi thông tin về cuộc đàm phán Việt-Ấn được tiết lộ, Bắc Kinh đã cho báo chí lớn tiếng đe dọa cả Ấn Độ và Việt Nam. Cái loa dọa nạt của Trung Quốc là tờ Hoàn Cầu Thời báo ngày 11 tháng 1 đã có bài viết đe dọa New Delhi và Hà Nội. Tờ báo này một mặt cho rằng Trung Quốc không bận tâm về quan hệ quân sự giữa Việt Nam và Ấn Độ, nhưng một mặt khác thì nhắc nhở, những quan hệ đó phải được xây dựng vì hòa bình và ổn định trong khu vực, thay vì gây rắc rối và khiến các nước khác lo ngại. Và tờ báo lớn tiếng dọa rằng Bắc Kinh sẽ không ngồi yên để cho New Delhi và Hà Nội tăng cường hợp tác quân sự. Bài báo viết, nếu quả thực là chính quyền Ấn Độ coi việc tăng cường quan hệ quân sự với Việt Nam là một tính toán chiến lược và thậm chí nhằm trả đũa Trung Quốc, thì họ sẽ chỉ gây bất ổn định trong khu vực và Trung Quốc sẽ không khoanh tay ngồi yên. Theo nhận định của nhật báo Ấn Độ Times of India, lời đe dọa của Bắc Kinh cho thấy là Trung Quốc cũng cảm thấy lo lắng trước hợp tác quân sự Việt-Ấn. Vì vậy, vừa đe dọa Ấn Độ, Trung Quốc vừa nhắc nhở Việt Nam là phải coi trọng hơn quan hệ với Bắc Kinh. Một bài viết khác cũng trên tờ Hoàn Cầu Thời báo trong cùng ngày đã cho rằng Việt Nam cần phải cải thiện quan hệ với Trung Quốc bất chấp tranh chấp tại Biển Đông. Theo báo Times of India, nhiều nguồn tin cho rằng chắc chắn Bắc Kinh sẽ gây sức ép trên Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam để phá vỡ thương vụ tên lửa Việt-Ấn. Thực hư ra sao chưa biết, nhưng ngày 12 tháng 8 vừa qua, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình đã khẳng định với hãng tin Anh Reuters rằng đối với Việt Nam, việc mua sắm vũ khí là bình thường để bảo vệ đất nước. Việc mua sắm vũ khí là bình thường để bảo vệ đất nước. Việc... Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của Tin Mới. Cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp. Khu vực K1 thuộc thành phố Thiết Lĩnh, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc bất ngờ bị một cơn lốc xoáy ập vào khoảng lúc 5 giờ tối ngày hôm qua. Sức gió lên tới 23 m/s, gió cấp 9 ở Trung Quốc. Cây cối bật gốc, ô tô và mái nhà bị hất tung lên trời, mất điện trên diện rộng. Đến nay đã có 6 người thiệt mạng và hơn 190 người bị thương. Còn số thương vong và thiệt hại về kinh tế vẫn đang được thống kê. Theo báo cáo tổng hợp của các phương tiện truyền thông, cơn lốc xoáy bất ngờ thổi dữ dội trong khoảng 30 phút trước khi suy yếu thành áp suất thấp. Gió mạnh được hình thành từ thị trấn Kim Câu Tử, đi qua phố Hình Khải và khu phát triển kinh tế Khai Nguyên đến tận phía nam và gió mạnh quét qua ở đâu đó trở thành một đống hỗn độn đổ nát. Người dân la hét thất thanh khi nhìn thấy chiếc xe hất tung lên trời và những người bị thương máu chảy đầy bên vệ đường. Qua hình ảnh do người dân ghi lại, có thể thấy lốc xoáy xuất hiện kèm theo mưa đá to bằng quả trứng chim bồ câu, làm vỡ cửa kính nhà dân, lật ô tô, tốc mái, bật gốc cây cối, làm hư hỏng cột điện, mất điện nhiều khu vực. Các chi tiết vẫn đang được điều tra. Tại Ngu Thành, Thương Khâu, Hà Nam, Trung Quốc, chiều hôm qua cũng bất ngờ bị lốc xoáy ập đến. Một chiếc giường hơi ở sân địa phương bị gió thổi đổ. Những đứa trẻ đang chơi trên đó bị thổi bay lên cao hơn 10 mét cùng với chiếc giường hơi cao khoảng 4-5 tầng. Rồi rơi xuống khiến đám đông trên sân chơi hoảng sợ bỏ chạy tán loạn, khiến hai cháu tử vong, một cháu bị thương nặng, một cháu bị thương nhẹ, bao gồm có 17 trẻ em và 2 người lớn. Theo báo cáo tổng hợp của các phương tiện truyền thông Trung Quốc, cơn lốc xoáy bất ngờ này đã cuốn theo cát và bụi cao khoảng vài tầng và gió cuốn đi những chiếc lều và những chiếc phao bơm hơi khổng lồ trong sân chơi. Sân chơi gần như bị phá hủy trong khoảng một thời gian ngắn. Hôm qua là Chủ nhật nên một số lượng lớn người già và trẻ em đang vui chơi xong sân chơi và không kịp trốn thoát. Vào thời điểm xảy ra vụ việc, đám đông la hét hoảng loạn và bỏ chạy tán loạn. Có người hét lên, có trẻ em bị cuốn trên không và rơi xuống mặt đất, cảnh tượng đẫm máu và hỗn loạn. Người phụ trách quầy bán hàng rong cũng bị thương và được cảnh sát đưa đi. Kính thưa quý vị, một trận động đất mạnh 7,8 độ Richter xảy ra vào ngày 24 tháng 5 ở phía nam tỉnh Thanh Hải của Trung Quốc. Trận động đất xảy ra do đất gãy trượt nông ở lớp vỏ của cao nguyên Tây Tạng, phía đông bắc của dãy núi Himalaya. Các giải pháp cơ chế đầu mối, mô hình lỗi hữu hạn của dữ liệu địa chấn được ghi lại trên toàn cầu và các quan sát trường địa chất đều chỉ ra rằng sự đứt gãy xảy ra trên một đường đứt gãy theo hướng đông tây bên trái, được gọi là đứt gãy Kunlun, kéo dài khoảng 1.600 km theo hướng đông tây ở phía bắc Tây Tạng. Trận động đất này xảy ra vài trăm km về phía bắc của Ấn Độ hội tụ, ranh giới mảng Á-Âu, nơi mảng Ấn Độ đang di chuyển về phía bắc so với Á-Âu với tốc độ xấp xỉ 46mm một năm. Sự hội tụ này thúc đẩy sự nâng cao của dãy núi Himalaya và cao nguyên Tây Tạng,
đó là một khu vực cực kỳ rộng lớn của lớp vỏ dày lên và nâng lên cao hơn 4,5 đến 5 km với tốc độ xấp xỉ 10 mm một năm. Cao nguyên Tây Tạng được nâng lên đang lan rộng về phía đông, do đó nó là một khu vực mở rộng theo hướng đông tây và chuyển động của vỏ trái đất về phía đông trong một khu vực rộng lớn hơn, nói chung là Bắc Nam hội tụ. Trận động đất Côn Lôn có khả năng phản ánh sự tác động qua lại giữa các lực kiến tạo chính ở vị trí này bị chi phối bởi chuyển động về phía đông của Tây Tạng so với lục địa Á-Âu xa hơn về phía Bắc. Hệ thống đứt gãy Atintak, nội lục địa rộng lớn cũng giúp hỗ trợ chuyển động này, là một khu vực mở rộng theo hướng đông tây và chuyển động của vỏ trái đất về phía đông trong một khu vực lớn hơn, nói chung là hội tụ theo hướng Bắc Nam. Mặc dù thường được vẽ dưới dạng các điểm trên bản đồ, các trận động đất có kích thước này được mô tả một cách thích hợp hơn là trượt qua một khu vực đứt gãy lớn hơn. Trước đó, một trận động đất đứt gãy mạnh 7,5 độ Richter đã xảy ra dọc theo một đoạn khác của cùng một hệ thống đứt gãy đang hoạt động, cách khoảng 300 km về phía tây nam. Đây là trận động đất địa phương duy nhất khác mạnh 7 độ trong 40 năm qua. Tuy nhiên, 8 trận động đất mạnh trên 6 độ đã xảy ra trong phạm vi 400 km kể từ sự kiện trước đó. Trận động đất duy nhất gây ra thiệt hại trong vùng lân cận là trận động đất nông mạnh 6,0 độ cách 200 km về phía Bắc, khiến ít nhất 2 người chết và 4 người bị thương. Thưa quý vị, theo China Weather Network, chiều qua, huyện Trường Vũ, thành phố Phúc Tân, tỉnh Liêu Ninh hứng chịu mưa lớn và lốc xoáy. Bộ phận khẩn cấp địa phương nói với phóng viên Jimu News rằng chiều hôm đó trời thực sự có mưa lớn và không nhận được báo cáo nào về thiệt hại về người và tài sản. Weibo chính thức của mạng thời tiết Trung Quốc đưa ra thông tin vào lúc 19 giờ ngày hôm qua cho biết chiều nay, Trường Vũ, Phúc Tân, tỉnh Liêu Ninh gặp phải thời tiết đối lưu mạnh, lượng mưa gây ngập úng nghiêm trọng ở Trường Vũ. Trong đoạn video được phát tán, không chỉ có hình ảnh các phương tiện đang chạy trên đường phố Tế Thủy mà còn có cảnh một cơn lốc xoáy ở nơi hoang vu, phụ đề ghi lốc xoáy ở Trường Vũ, Phúc Tân, Liêu Ninh. Các phóng viên của Jimu News đã tìm kiếm và phát hiện ra rằng vào chiều ngày hôm qua, Cục Khí tượng huyện Trường Vũ đã liên tiếp đưa ra nhiều tín hiệu cảnh báo thời tiết. Ví dụ, vào lúc 2 giờ 11 phút chiều ngày hôm qua, Đài quan sát khí tượng huyện Trường Vũ đã phát tín hiệu cảnh báo mưa đá màu cam. Dự kiến 4 đến 6 giờ tới, ở huyện Trường Vũ sẽ có mưa đá và có thể kèm theo bởi thời tiết đối lưu mạnh như gió mạnh ngắn hạn và lượng mưa lớn. Hãy chú ý đề phòng. Đến 14 giờ 38 phút cùng ngày, tín hiệu cảnh báo dông màu cam được phát đi. Dự báo trong 4 đến 6 giờ tới, huyện Trường Vũ sẽ xảy ra mưa dông mạnh và gió giật mạnh. Đề phòng thời tiết đối lưu mạnh như mưa đá, lượng mưa lớn trong thời gian ngắn và lốc xoáy. Ông Vương, cư dân thị trấn Hưng Long Sơn, huyện Trường Vũ cho biết cơn mưa chiều ngày hôm qua quả thực tương đối lớn, kèm theo gió mạnh. Ông ở trong nhà mình nên không biết có lốc xoáy hay không. Sau 2 giờ chiều, tôi chuẩn bị lái xe ra ngoài, xe đang đỗ ở một bãi đỗ xe bên đường thì bất ngờ trời đổ mưa to. Một lúc sau, nước ngập trên đường. Anh Ly, một người dân ở huyện Trường Vũ cho biết, anh nhìn thấy một chiếc ô tô trên đường. Anh thấy lúc đó mưa quá lớn nên đã không lái xe. Anh đã tắt máy và đỗ xe vào chỗ đậu trên vỉa hè chờ tạnh mưa. Trong video do người dân địa phương công bố, có rất nhiều nước trên đường ở ngã tư đường Đồng Hoàn và đường Nghị Trung ở huyện Trường Vũ, và có nhiều ô tô đậu trên đường. Trong video có thể thấy rõ mưa đá đang rơi. Vào tối ngày hôm qua, nhân viên của Cục Khí tượng Phúc Tân cho biết rằng quận Trường Vũ thực sự đã hứng chịu mưa lớn và thời tiết đối lưu mạnh vào chiều hôm đó, ngoài ra còn có lốc xoáy. Nhân viên trực của Cục Quản lý Khẩn cấp quận Trường Vũ nói với phóng viên Jimu News rằng khu vực địa phương thực sự đã hứng chịu một trận mưa lớn ngắn vào chiều ngày hôm qua. Không rõ liệu có lốc xoáy hay không và không có báo cáo ghi nhận về thương vong và thiệt hại tài sản. Trước đó, một trận lốc xoáy cũng xảy ra tại quận Long Cương, thành phố Hồ Lô Đảo, tỉnh Liêu Ninh, gây thiệt hại cho các tòa nhà dân cư, cửa sổ ban công hư hỏng nặng, cây cối bên đường bị bật gốc. Hiện các ban ngành liên quan đã khẩn trương đến hiện trường và đang tiến hành thống kê tình hình thiên tai cũng như thương vong. Được biết, vào chiều cùng ngày, Đài quan sát khí tượng thành phố Hồ Lô Đảo đã đưa ra tín hiệu cảnh báo màu cam về dông bão và gió mạnh. Dự kiến sẽ có dông bão và gió mạnh ở thành phố Tinh Thành và vùng ven biển vào buổi chiều. Ngày hôm đó có gió giật mạnh cấp 11 trở lên, đồng thời có khả năng xảy ra mưa đá, đề phòng thời tiết đối lưu mạnh như mưa lớn trong thời gian ngắn.
Kính thưa quý vị, vào lúc 4 giờ 33 phút sáng ngày thứ Sáu, một trận động đất mạnh 6,0 độ Richter đã xảy ra tại huyện Lucian, thành phố Lô Châu, tỉnh Tứ Xuyên, khiến hầu hết các ngôi nhà ở nông thôn bị sập hoặc hư hỏng và nhiều người chết ở làng Cao Bá, ngôi làng bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Người dân ở huyện Lu nghi ngờ rằng việc khai thác khí đá phiến quá mức đã gây ra động đất thường xuyên. Theo đo lường chính thức của mạng lưới động đất Trung Quốc, vào lúc 4 giờ 33 phút ngày thứ Sáu, một trận động đất mạnh 6,0 độ Richter đã xảy ra tại huyện Lucian, thành phố Lâu Châu, tỉnh Tứ Xuyên, với độ sâu tiêu cự là 10 km. Ngoài quận Lu, Thành Đô, Trùng Khánh và những nơi khác cảm nhận rõ ràng trận động đất, và nhiều cư dân mạng cho biết họ đã bị đánh thức bởi trận động đất. Ông Giang, một chủ cửa hàng ở huyện Lu, nói với các phóng viên vào sáng ngày thứ Sáu rằng có một trận động đất vào đêm ngày thứ Năm. Trận động đất mạnh nhất vào lúc 4 giờ 30 phút sáng và có 3 cơn dư chấn sau đó. Ông Giang, một chủ cửa hàng ở quận Lu, chưa bao giờ ở quận Lu xảy ra trận động đất lớn như vậy. Trận động đất rất mạnh vào lúc 4 giờ 30 phút sáng, chúng tôi cảm thấy như thể mình đang nảy trên giường. Quận cách xa tâm chấn có thể xảy ra 7-8 km. Hàng hóa trên kho hàng đã bị rung chuyển, nhà cửa ở nông thôn gần như sụp đổ, thông tin liên lạc bị gián đoạn, giao thông tắc nghẽn. Được biết, nhiều ngôi làng và thị trấn xung quanh tâm chấn đã xảy ra thảm họa, trận động đất khiến nhà cửa bị sập hoặc hư hại và thông tin liên lạc ở một số khu vực bị gián đoạn. Một chủ cửa hàng ở thị trấn Fuji, huyện Lu tiết lộ rằng Cao Bá là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong thị trấn, nơi các ngôi nhà bị sập và nhiều người thiệt mạng. Ông Quang, một chủ cửa hàng ở thị trấn Fuji, huyện Lu, một vài ngôi nhà trong thành phố bị sập và ngôi làng có đập nhỏ nghiêm trọng nhất. Theo ghi chép của trang web, trong vòng 5 năm qua đã xảy ra tổng cộng 252 trận động đất từ 3 độ Richter trở lên trong bán kính 200 km xung quanh tâm chấn. Ngoài ra, một trận động đất mạnh 6,0 độ Richter khác cũng đã xảy ra ở quận Trường Ninh, thành phố Yibin, Tứ Xuyên. Người dân ở quận Lucian nghi ngờ rằng việc khai thác quá mức khí đá phiến tại địa phương đã làm hỏng cấu trúc địa chất dẫn đến động đất thường xuyên. Ông Giang, một chủ cửa hàng ở quận Lucian cho biết, huyện Lucian không phải là một khu vực động đất và việc khai thác khí đốt tự nhiên. Trong 2 hoặc 3 năm, các thị trấn lớn đã khai thác khí đá phiến, có rất nhiều mỏ, giếng, phân bổ ở huyện Lu của chúng tôi quá dày đặc, chính phủ nên vào cuộc. Theo truyền thông Đại Lục đưa tin, 3 trận động đất trên 4 độ Richter đã xảy ra tại huyện Dung Tiên, thành phố Tử Cống, tỉnh Tứ Xuyên, khiến nhiều người thương vong, các công ty phát triển khí đá phiến bị đình chỉ hoạt động khai thác. Ông Yong, một nông dân ở quận Lucian nói, dầu mỏ Trung Quốc đang khai thác ở khắp mọi nơi, đây là hành động của chính phủ, mọi người đều nghi ngờ điều này. Dù sao thì trước đây không có nhiều động đất, nhưng bây giờ chúng rất thường xuyên, những trận động đất nhỏ rất thường xuyên. Trong tình huống như vậy, chính quyền địa phương đã cấm những người dân khai thác và việc khai thác đã dừng lại vào thời điểm đó nhưng sau đó lại tiếp tục diễn ra. Giếng Lu 203 nằm ở làng Rada, huyện Lu là giếng khí đá phiến đầu tiên ở Trung Quốc với sản lượng hàng ngày hơn 1 triệu mét khối mỗi giếng. Trận động đất mạnh 4,5 độ Richter xảy ra tại quận Công Tây An, thành phố Yibin, tỉnh Tứ Xuyên. Theo đo lường chính thức của mạng lưới động đất Trung Quốc vào lúc 3 giờ 56 phút ngày thứ Năm tuần trước, một trận động đất mạnh 4,5 độ Richter đã xảy ra tại huyện Công Tây An, thành phố Nghi Tân, tỉnh Tứ Xuyên. Độ sâu tiêu cự là 8 km, tâm chấn ở 28,4 độ Vĩ Bắc và 104,83 độ Kinh Đông. Các làng trong phạm vi 5 km xung quanh trận động đất bao gồm Quý Hóa Bình, Miên Miên Khanh, Quý Tương Bình, làng Tiểu Khê, làng Ngọc Trì, Hưng Long Loan, Trúc Gia Thôn, Tuyết Đường Vạn, Lao Đông Vũ, thị trấn Tây Sương, thị trấn Địa Đông, thị trấn Thông La, thị trấn Hoa Đàm, thị trấn Sa Hê, thị trấn Chu Hải, tâm chấn cách quận Gông 13 km, quận Tràng Ninh 22 km, quận Gao 31 km, quận Tinh Văn 41 km, quận Quân Liên 41 km, thành phố Yibin 43 km và cách thành phố Trùng Khánh 212 km. Độ cao trung bình trong phạm vi 5 km tính từ tâm chấn là khoảng 548m. Theo danh mục báo cáo nhanh của mạng lưới động đất Trung Quốc, tổng cộng có 300 trận động đất từ 3 độ Richter trở lên đã xảy ra trong phạm vi 200 km xung quanh tâm chấn trong 5 năm qua. Tâm chấn cách đó 102 km và trận động đất 6,0 độ xảy ra ở huyện Trường Ninh, thành phố Nghi Tân, tỉnh Tứ Xuyên, cách tâm chấn 10 km.
Vào lúc 10 giờ 17 phút ngày thứ Bảy, một trận động đất mạnh 5,6 độ Richter khác cũng đã xảy ra tại quận Công Tiến, thành phố Yibin, tỉnh Tứ Xuyên. Sau khi nhận được báo cáo, Hoàng Minh, Bí thư Đảng ủy Ban lãnh đạo Cục Quản lý Khẩn cấp và Trịnh Quốc Quang, Thứ trưởng đã ngay lập tức đến Trung tâm Chỉ huy của Bộ để thực hiện kết nối video với Cục Quản lý Động đất Trung Quốc. Trận động đất tỉnh Tứ Xuyên, Cục Quản lý Khẩn cấp và Đội Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ để thảo luận, phán đoán tình huống động đất và hướng dẫn điều động lực lượng phòng cháy chữa cháy thực hiện cứu nạn khẩn cấp. Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp và Cục Quản lý Động đất Trung Quốc đã cử một nhóm chuyên gia đến tâm chấn để phân tích và phán đoán tình hình trận động đất. Người phụ trách phòng cứu trợ thiên tai và an ninh vật chất của Cục Quản lý Khẩn cấp, người đang điều tra khu vực động đất, đã vội vã đến tâm chấn để kiểm tra tình hình thiên tai và hướng dẫn công tác khẩn cấp. Sau trận động đất, 15 xe cứu hỏa và 91 lính cứu hỏa từ đội cứu hỏa Yibin đã nhanh chóng đến khu vực thiên tai để tiến hành điều tra và tìm kiếm cứu nạn từ làng đến hộ gia đình. 16 lính cứu hỏa từ đội cứu hỏa Công Tây An ngay lập tức tiến hành điều tra và xác minh tình hình thiên tai tại tâm chấn. Lực lượng cứu hỏa, cứu hộ, cứu nạn ở các khu vực xung quanh đã tập kết và sẵn sàng chi viện bất cứ lúc nào. Đồng thời, các thành viên của đội cứu hộ Mỏ Quốc gia Phù Dung và đội cứu hộ Mỏ An Thuận ở huyện Công Tiên cũng đang điều tra hiện tượng nứt và sập nhà tại tâm chấn. Tân Hóa xã Thành Đô cũng đưa tin, vào lúc 22 giờ 29 phút ngày thứ Sáu, một trận động đất mạnh 5,4 độ Richter đã xảy ra ở quận Gông, Tứ Xuyên. Cục Địa chấn tỉnh Tứ Xuyên cho biết, theo phân tích, các chuyên gia tin rằng trận động đất 5,4 độ ở Công Tây An là một dư chấn dao động bình thường của trận động đất 6,0 độ ở Trường Ninh. Đánh giá từ hoạt động dư chấn hiện tại, chuỗi trận động đất này thể hiện trạng thái suy giảm thăng trầm bình thường. Đồng thời, Dư Phương, giám đốc kiêm nhà nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu Dự đoán Động đất Tứ Xuyên đã giải thích một số vấn đề nóng hổi của trận động đất. Vậy tại sao một trận động đất mạnh vừa phải lại xảy ra ở Đông Nam Tứ Xuyên? Dư Phương tin rằng trận động đất cường độ 6,0 ở Trường Ninh xảy ra trong thời kỳ hoạt động của trận động đất Tứ Xuyên. Theo các báo cáo, hoạt động địa chấn ở Tứ Xuyên có mô hình hoạt động yên lặng, phản ứng định kỳ về mặt thời gian vào những năm trước đây. Đây là thời kỳ hoạt động tích cực của động đất, trong đó có một trận động đất ở Lục Hỏa Mạnh 7,6 độ Richter, hai trận động đất 7,2 độ Richter ở Song Bình và trận động đất 6,7 độ ở Diên Nguyên, tỉnh Tứ Xuyên. Trong hơn 50 năm qua, sau các trận động đất có cường độ trên 7,0 độ Richter, sau trận động đất ở Vân Xuyên năm 2008, hoạt động động đất ở Tứ Xuyên tương đối thường xuyên và mạnh trở lại, như trận động đất Tư Sơn mạnh 7,0, trận động đất Khang Định mạnh 6,3 và trận động đất Cửu Trại Câu mạnh 7,0. Do đó, Dư Phương giới thiệu rằng hoạt động địa chấn ở Đông Nam Tứ Xuyên về cơ bản đồng bộ với hoạt động động đất mạnh trên toàn tỉnh. Kể từ sau trận động đất ở Vân Xuyên, ở Đông Nam Tứ Xuyên đã xảy ra nhiều trận động đất từ 4 đến 5 độ Richter. Trận động đất Trường Ninh mạnh 6,0 độ Richter vào ngày 17 tháng 5 cũng xảy ra trong thời gian hoạt động của trận động đất Tứ Xuyên. Dư Phương tin rằng trận động đất 6,0 độ Richter ở Trường Ninh phân bố ở rìa của khối Nam Trung Quốc tương đối ổn định, thuộc khu vực hoạt động địa chấn vừa phải trong lịch sử. Kể từ năm 2020, hai trận động đất từ 6 độ Richter trở lên đã xảy ra trong phạm vi 100 km tính từ tâm chấn. Đó là trận động đất 6,8 độ Richter ở Đại Quan, tỉnh Vân Nam và trận động đất 7,1 độ Richter ở Đại Quan Bắc, tỉnh Vân Nam. Trận động đất 7,1 độ Richter ở Quảng Bắc là trận động đất mạnh nhất từ 6 độ Richter trở lên xảy ra trong phạm vi 80 km tính từ tâm chấn. 5 trận động đất có cường độ 6,0 đến 6,9 độ Richter xảy ra trong phạm vi từ 100 đến 200 km tính từ tâm chấn. Tất cả đều thuộc chuỗi trận động đất mạnh 6 độ Richter. Mã biên năm 1935-1936. Các trận động đất mạnh từ 6 đến 7 độ Richter nêu trên đều xảy ra tại đới diện chấn Mã Biên, Đại Quan ở ranh giới phía đông của khối Tứ Xuyên, Vân Nam, thuộc đới ranh giới của khối Thanh Hải, Tây Tạng có vị trí cấu tạo khác với trận động đất mạnh 6,0 độ Richter này. Không có trận động đất nào từ 6 độ trở lên xảy ra trong phạm vi 50 km tính từ tâm chấn và trận động đất 6,0 độ Richter ở Trường Ninh là trận động đất lớn nhất trong khu vực. Các trận động đất 6,0, 5,1, 5,3 và 5,4 độ Richter từ góc độ cấu trúc quy mô lớn đều được phân bố ở rìa của khối phía Nam Trung Quốc tương đối ổn định. Từ góc độ cấu trúc quy mô nhỏ, chúng đều thuộc là khối Bạch Hương Yển.
các nếp lồi thập tử đàn Trường Ninh và các đứt gãy thứ cấp liên quan của chúng thuộc khu vực hoạt động địa chấn trung bình trong lịch sử. Tại sao có nhiều dư chấn của trận động đất 6,0 độ Richter? Theo thống kê của Cục Địa chấn Tứ Xuyên, dư chấn của trận động đất 6,0 độ Richter ở Trường Ninh tương đối nhiều. Tính đến 13 giờ ngày thứ Ba đã ghi nhận tổng cộng 44 dư chấn từ 3,0 độ Richter trở lên, trong đó có 3 trận động đất 5,0 độ Richter đến 5,9 và 4 trận động đất có cường độ 4,0 đến 4,9, trong đó có 37 trận động đất có cường độ từ 3,0 đến 3,9. Đỗ Phương cho rằng tâm chấn của trận động đất Trường Ninh 6,0 nằm ở thị trấn Sông Hà, huyện Trường Ninh, thành phố Nghi Tân, Đông Nam Tứ Xuyên. Khu vực này có nhiều đứt gãy thứ cấp quy mô nhỏ. Không có đứt gãy hoạt động quy mô lớn cấp khu vực trên bề mặt trong phạm vi 50 km tính từ tâm chấn. Các dư chấn liên tục của trận động đất có cường độ lớn liên quan đến sự phân bố phức tạp của nhiều hoạt động đứt gãy thứ cấp quy mô nhỏ gần khu vực động đất. So với trận động đất 5,7 độ Richter ở Tinh Văn Tứ Xuyên vào năm 2018 và trận động đất 5,3 độ Richter ở Công Tây An vào năm 2019, các trận động đất Trường Ninh 6,0 độ, Công Tây An 5,1 độ, Trường Ninh 5,3 độ và 5,4 độ Richter là các trận động đất thuộc khu vực phức tạp hơn một chút, do đó dư chấn của trận động đất Trường Ninh mạnh 6,0 độ Richter nhiều hơn với dư chấn của trận động đất Tinh Văn mạnh 5,7 độ. Kính thưa quý vị, một trận lốc xoáy kèm mưa đá xuất hiện ở Liêu Ninh làm cho 6 người thiệt mạng và 190 người bị thương, nhưng những người bị thương gần như bị thổi bay. Hôm vừa qua, một cơn lốc xoáy bất ngờ xuất hiện ở thành phố Khai Nguyên, tỉnh Liêu Ninh vào chiều ngày 23 kèm theo mưa đá to bằng trứng chim bồ câu, gần một nửa thành phố bị ảnh hưởng. Hiện tại đã có 6 người chết, ít nhất 190 người bị thương, 744 ngôi nhà bị hư hỏng hoàn toàn, 3.591 tòa nhà bị ảnh hưởng và hơn 9.900 người bị ảnh hưởng. Một cặp vợ chồng nói rằng mọi thứ trong nhà đều bị hỏng và họ gần như bị thổi bay. Theo The Paper, một cặp vợ chồng già bị thương do lốc xoáy cho biết họ vừa ăn tối xong thì nhìn thấy lốc xoáy từ xa nên vội đóng cửa sổ lại. Nhưng vừa dứt lời thì lốc xoáy ngày càng đến gần. Ngay khi gió thổi qua, tôi không thể kiểm soát cơ thể mình và chúi về phía trước. May mắn thay, vợ tôi không bị thổi bay vì bám vào cửa tủ. Thật sự là tình huống sinh tử. Lão phụ nhân lại nói, lốc xoáy bên trong tựa như có tia lửa, cảm giác giống như điện hỏa. Hai người ở một khu dân cư là một tòa nhà mới, nhưng không chỉ là các bức tường bên ngoài bị hư hại, các cửa sổ và cửa ra vào đã biến mất, tất cả đều bị hư hỏng, thậm chí cả tủ lạnh cũng bị thổi bay. Bị ảnh hưởng bởi cơn lốc xoáy, nhiều tấm ván vải vóc bị gió mạnh thổi tung lên không trung, thậm chí có ô tô còn bị rơi xuống đất sau khi cơn lốc xoáy đi qua. Một số mái nhà bị gió mạnh lật tung. Theo các bản tin của CCTV, thành phố Khai Nguyên, tỉnh Liêu Ninh đã bị một cơn lốc xoáy bất ngờ tấn công vào lúc 5 giờ 15 phút chiều ngày 23 và tốc độ gió gần đó lên tới 23 m/s, tương đương cấp 9. Cơn lốc xoáy hình thành từ thị trấn Kim Câu Tử đi qua phố Hình Khai, khu phát triển kinh tế Khai Nguyên và tiếp tục di chuyển về phía nam trong 15 phút trước khi suy yếu thành áp thấp. Công ty cung cấp điện Thiết Lĩnh đã thành lập 12 đội sửa chữa khẩn cấp. Dự kiến hôm nay toàn bộ hoạt động tiêu thụ điện dân dụng sẽ trở lại bình thường và tiêu thụ điện kinh doanh sẽ tiếp tục sửa chữa trong 3 ngày. Một bệnh viện địa phương cũng cho biết hiện đã mở một luồng xanh, chi phí điều trị cho bệnh nhân về cơ bản là miễn phí. Sau thảm họa, thành phố Khai Nguyên ngay lập tức đưa ra kế hoạch ứng phó khẩn cấp cấp 2 và các đội cấp cứu, cứu hỏa, cảnh sát, vũ trang, an ninh công cộng, kiểm soát giao thông, y tế và các đội cứu hộ khác đã tham gia cứu hộ. Tỉnh Liêu Ninh khẩn cấp triển khai ứng phó khẩn cấp cấp 4 với thiên tai, phân bổ 500 giường cấp, 3.200 chăn bông, 1.600 áo khoác bông, 500 bộ đồng phục ngụy trang và các vật liệu khác để đảm bảo nhu cầu sinh hoạt cơ bản của các nạn nhân. Chính quyền thành phố Khai Nguyên đã thành lập trụ sở phòng chống thiên tai và thành lập 10 đội tìm kiếm cứu nạn tại chỗ, điều trị vết thương, kiểm tra thiên tai, sửa chữa điện và ổn định xã hội với tổng số hơn 800 người được điều động. Cơn lốc xoáy đã làm dấy lên những cuộc thảo luận sôi nổi giữa những người ở Trung Quốc đại lục và nó cũng thu hút sự chú ý nhiều hơn đến từ cộng đồng mạng. Vào lúc 22 giờ 55 phút ngày 20 vừa qua, một trận động đất có cường độ 6,0 độ Richter đã xảy ra tại huyện Trường Ninh, thành phố Nghi Tân, tỉnh Tứ Xuyên.
với độ sâu chấn tiêu 16 km. Nhiều nơi ở Tứ Xuyên như Trùng Khánh, Vân Nam, Quý Châu cảm nhận được động đất. Được biết, trận động đất mạnh 6 độ Richter đã được cảnh báo sớm thành công ở Thành Đô, Đức Dương, Tử Dương và những nơi khác ở Tứ Xuyên. Tính đến 8 giờ ngày 26 đã ghi nhận tổng cộng 182 dư chấn có cường độ mạnh từ 2,0 trở lên. Tính đến 6 giờ ngày 20, trận động đất 6,0 độ Richter ở Trường Ninh, Tứ Xuyên đã ảnh hưởng đến 168.000 người, trong đó có 13 người chết, 199 người bị thương và 15.897 người phải di rời khẩn cấp. Tính đến 16 giờ ngày 21, trận động đất đã làm 13 người chết và 226 người bị thương. Có 177 người bị thương được đưa vào điều trị. Hiện có 34 người đã xuất viện và 143 người đang điều trị tại bệnh viện. Trận động đất 5,4 độ Richter ở Công Tiên xảy ra lúc 22 giờ 29 phút ngày 22 là dư chấn của trận động đất 6,0 độ Trường Ninh ngày 17. Tính đến 5 giờ 30 phút ngày 23, trận động đất 5,4 độ Richter ở quận Công Tiên đã khiến 31 người bị thương nhẹ, trong đó 21 người phải nhập viện để theo dõi và điều trị, không ai nguy hiểm đến tính mạng. Trận động đất Trường Ninh Tứ Xuyên với cường độ 6,0 độ Richter đã chính thức bước vào giai đoạn phục hồi và tái thiết sau thảm họa. Sau trận động đất, tính đến 9 giờ ngày 18 đã ghi nhận tổng cộng 68 trận dư chấn từ 2,0 độ Richter trở lên. Trong đó có 2 trận động đất 5,0 đến 5,9 độ Richter, 3 trận động đất 4,0 đến 4,9 độ Richter, 12 trận động đất 3,0 đến 3,9 độ Richter và 51 trận động đất mạnh 2,0 đến 2,9 độ Richter, dư chấn lớn nhất là 5,3 độ Richter. Tính đến 8 giờ ngày 19 đã ghi nhận tổng cộng 88 dư chấn từ 2,0 độ Richter trở lên, trong đó có 2 dư chấn 5,0 đến 5,9 độ Richter, 3 dư chấn 4,0 đến 4,9 độ Richter, 18 dư chấn 3,0 đến 3,9 độ Richter. Vào lúc 6 giờ 56 phút ngày 21, một trận động đất mạnh 3,4 độ Richter xảy ra tại huyện Trường Ninh, thành phố Nghi Tân, tỉnh Tứ Xuyên, tâm chấn tại 28,43 độ Vĩ Bắc, 104,81 độ Kinh Đông, độ sâu tiêu cự 10 km. Tính đến 8 giờ ngày 23 đã ghi nhận tổng cộng 173 dư chấn có cường độ từ 2,0 trở lên. Trong đó có 3 trận động đất từ 5,0 đến 5,9 độ Richter, 5 trận động đất từ 4,0 đến 4,9 độ Richter, 40 trận động đất từ 3,0 đến 3,9 độ Richter và 125 trận động đất từ 2,0 đến 2,9 độ Richter. Tính đến 8 giờ ngày 25 đã ghi nhận tổng cộng 182 dư chấn có cường độ từ 2,0 trở lên. Trong đó có 3 trận động đất từ 5,0 đến 5,9 độ Richter, 5 trận động đất từ 4,0 đến 4,9 độ Richter, 42 trận động đất từ 3,0 đến 3,9 độ Richter và 132 trận động đất từ 2,0 đến 2,9 độ Richter. Tính đến 5 giờ 20 phút ngày 18, trận động đất đã khiến tổng cộng 11 người chết, trong đó có 8 người ở Trường Ninh và 3 người ở Công Tiên, 122 người bị thương và 48 người ở Trường Ninh, trong đó 37 ở Sông Hà, 4 ở thị trấn Trường Ninh, 1 ở thị trấn Chu Hải, 3 ở thị trấn Mỹ Thông, 2 ở thị trấn Đông Đê, 1 ở Phúc Hà, 5 người trong số họ bị bệnh nặng, 16 người bị thương nặng, 27 người bị thương nhẹ. 71 người bị thương ở quận Gông, bao gồm 65 người trong chuyến tham quan thực địa, 2 người bị thương nặng, 4 người ở thị trấn Công Tuyền và 2 người ở Địa Đông, 3 người ở quận Cao, bao gồm 2 người ở Sa He, 1 người ở Lai Phúc. Tại Trường Ninh, 14 người bị mắc kẹt, 13 người đã được giải cứu, trong đó 6 người đã chết, 1 người đang được cấp cứu và không nguy hiểm đến tính mạng. Tính đến 8 giờ 20 phút ngày 18, trận động đất ở Trường Ninh đã khiến 12 người chết, bao gồm 9 ở Sông Hà, Trường Ninh, 2 ở quận Công Tiên và 1 ở thị trấn Công Quan. 134 người bị thương, trong đó có 51 người ở Trường Ninh, bao gồm 41 ở thị trấn Sông Hà, 4 ở thị trấn Trường Thọ, 1 ở thị trấn Chu Hải, 3 ở thị trấn Mỹ Đông, 1 ở thị trấn Đông Đê và 1 ở thị trấn Cổ Hà, 5 người trong tình trạng nguy kịch và 16 người bị thương nặng, 30 người bị thương nhẹ. Ở quận Công có 80 người bị thương, bao gồm 74 người trong chuyến tham quan, 2 người bị thương nặng, 4 người ở thị trấn Công Tuyền và 2 người ở Địa Đông, 3 người ở quận Gao, bao gồm 2 người ở Sa He, 1 người ở Lai Phúc. Toàn bộ 14 người bị mắc kẹt ở Trường Ninh đã được giải cứu. Vào ngày 18, chính quyền huyện Trường Ninh đã xác minh rằng thông tin thi thể nạn nhân ở trận động đất thứ 13 được đào lên là thông tin sai lệch và số người chết thực là 12 người.
vào lúc 15 giờ 43 phút ngày 18, một người mới chết tại thị trấn Tào Ưng, huyện Công Tiên. Tính đến 15 giờ 55 phút ngày 18, trận động đất đã làm 13 người chết và 200 người bị thương. Tính đến 16 giờ ngày 19, trận động đất đã làm 13 người chết và 220 người bị thương. Tính đến 16 giờ ngày 20, trận động đất ở Trường Ninh 6,0 độ Richter đã làm 13 người chết, hơn ngày hôm trước 6 người bị thương. 922 căn nhà bị sập, số người bị thương và nhập viện tăng 3 người so với ngày hôm trước và 134 người đang được điều trị, 12 người bị thương nặng. Vào ngày 17, một trận động đất có cường độ 6,0 độ Richter khác cũng xảy ra ở Nghi Tân, Tứ Xuyên và Thành Đô đã nhận được cảnh báo sớm trước 61 giây. Sau trận động đất, tổng cộng 110 khu dân cư ở Thành Đô đã nhận ra cảnh báo bằng còi lớn, bao gồm 60 khu dân cư ở khu công nghệ cao Thành Đô. Đồng thời, Viện Nghiên cứu Giảm nhẹ thiên tai công nghệ cao Thành Đô cũng sẽ công bố thông tin cảnh báo sớm cho cư dân thông qua tin nhắn văn bản trên điện thoại di động, TV và các kênh khác để đạt được các dịch vụ cảnh báo sớm động đất trên phạm vi rộng đa kênh. Sau trận động đất, toàn bộ trụ sở tham dự của đội cứu hỏa thành phố Jibin đã được tập hợp và đang gấp rút đến huyện Trường Ninh, nơi tâm chấn. Thông tin được biết từ đội cứu hỏa Tứ Xuyên rằng vào lúc 23 giờ 43 phút ngày 18, đội cứu hỏa Jibin đã điều động tổng cộng 13 phương tiện và 63 người đến tâm chấn. Ngoài ra, theo báo cáo của Lữ đoàn 17 thuộc đội 3 của Cảnh sát Giao thông đường cao tốc tỉnh Tứ Xuyên, tuyến chính của đoạn Seonghae của đường cao tốc Jisu đã xuất hiện các vết nứt và một số điểm sạt lở, toàn bộ đường cao tốc Jisu đã bị đóng cửa. Vào ngày 18, đội Cảnh sát Giao thông của Sở Công an tỉnh Tứ Xuyên đã cho biết tất cả các kênh cứu trợ thiên tai từ Thành Đô đến tâm chấn động đất Jibin và Trường Ninh ở Tứ Xuyên đã được mở. Tính đến 11 giờ ngày 18, huyện Trường Ninh và huyện Cung đã hoàn thành đợt tìm kiếm cứu nạn đầu tiên. Vào ngày 18, tại quảng trường thị trấn Sông Hà, huyện Trường Ninh, Nghi Tân, Tứ Xuyên, người dân đang xếp hàng để nhận mì ăn liền và nước uống, dân quân đang dựng thêm lều. Có một chiếc xe sạc ở trung tâm quảng trường có thể sạc điện thoại di động của hàng chục người. Một người đàn ông trải qua trận động đất cho biết, mặc dù cuộc sống của anh bị ảnh hưởng bởi trận động đất nhưng liên lạc không bị gián đoạn và điện thoại di động của anh vẫn có thể hoạt động bình thường. Vào lúc 2 giờ ngày 18, 7 phương tiện lớn mang theo đèn chiếu sáng khẩn cấp, máy phát điện và các vật liệu khác cùng tổng cộng 44 chuyên gia đã vội vã đến Trường Ninh để ứng phó khẩn cấp. Đội khẩn cấp gồm 46 thành viên của truyền tải và biến đổi điện chi nhánh kỹ thuật đã đến quận Cung. Thông qua các phương tiện, máy phát điện khẩn cấp đã hỗ trợ đầy đủ việc cung cấp điện cho đèn đường, cung cấp nguồn điện cho các biện pháp cứu hộ của tất cả các bên, đồng thời dựng lều và dựng nhà tạm thời cho cư dân tập trung tại Trung tâm Y tế Sông Hà và nơi tránh trú tại tâm chấn. Tính đến 6 giờ ngày 18, Điện lực Nhà nước Tứ Xuyên đã cử 196 người huy động 37 phương tiện sửa chữa khẩn cấp, 1 ô tô máy phát điện, 3 thiết bị chiếu sáng khẩn cấp, 38 máy phát điện và 1 hầm trú ẩn khẩn cấp để sửa chữa và cứu hộ khẩn cấp, 4 trạm biến áp 35 kV, 3 đường dây 35 kV và 4 đường dây 10 kV đã được khôi phục. Công tác sửa chữa điện, cứu hộ, cứu nạn vùng thiên tai đang diễn ra một cách có trình tự. Tính đến 9 giờ ngày 18, toàn bộ 11 nhà máy điện đang vận hành thuộc hệ thống của công ty Hoa Điếm, Tứ Xuyên, Trung Quốc vẫn vận hành bình thường, ổn định với phụ tải phát điện thời gian thực là 2,8852 tỷ đồng, không xảy ra sự cố bất thường về thiết bị. Khi trận động đất xảy ra, tổ máy số 61 của công ty trách nhiệm hữu hạn điện lực Hoa Điếm cách tâm chấn khoảng 30 km đang hoạt động với công suất phát điện là 360.000 kW. Trận động đất mạnh không gây thương vong, mất điện và thiệt hại nghiêm trọng về thiết bị và tòa nhà của công ty Công Tiên. Tất cả nhân viên đều ở tư thế sẵn sàng trở lại bất cứ lúc nào và dốc hết sức để cung cấp nguồn điện cho công tác cứu trợ động đất. Tính đến 11 giờ ngày 18, có 4.496 người được bố trí tái định cư khẩn cấp, bao gồm 4.305 người tái định cư tập trung và 191 người tái định cư phân tán. Tính đến 16 giờ ngày 21, công tác tìm kiếm cứu nạn trận động đất về cơ bản đã kết thúc. Thống kê sơ bộ cho thấy thiệt hại kinh tế trực tiếp là 8,889 tỷ nhân dân tệ. Trận động đất đã khiến 13 người chết và 226 người bị thương. Tổng số 177 người bị thương đã được nhập viện và điều trị, tổng số 34 người đã xuất viện và 143 người đang nằm viện điều trị. Sau khi trận động đất xảy ra, Bộ Quản lý Khẩn cấp,
Cục Quản lý Động đất Trung Quốc và lãnh đạo tỉnh ủy, chính quyền tỉnh Tứ Xuyên đã rất quan tâm và nhanh chóng đưa ra các chỉ thị quan trọng. Cục Địa chấn Tứ Xuyên đã nhanh chóng đưa ra phản ứng khẩn cấp và điều động một đội hiện trường động đất do Phó Giám đốc Trương Vĩnh Cửu dẫn đầu với 35 người và 9 phương tiện đến khu vực động đất lúc 23 giờ 50 phút để tiến hành phân tích động đất tại chỗ, lắp đặt trạm địa chấn di động và giám sát, khảo sát cường độ, liên lạc khẩn cấp, điều tra khoa học khu vực động đất, đồng thời tích cực hỗ trợ chính quyền địa phương trong công tác cứu trợ động đất. Ban quản lý khẩn cấp của tỉnh Tứ Xuyên ngay lập tức triển khai phản ứng cấp 2 và cử một nhóm công tác sơ bộ do Phó Giám đốc Ngô Kim Lộc dẫn đầu đến khu vực động đất. Giám đốc Đoàn Nghĩa Quân ngay lập tức biết về trận động đất và tình hình thiên tai thông qua công văn, video, phân tích và phán đoán tình hình thiên tai, đồng thời báo cáo kịp thời cho Ban quản lý khẩn cấp và tỉnh ủy, chính quyền tỉnh. Vào lúc 0 giờ 40 phút ngày 18, cơ quan quản lý động đất Tứ Xuyên đã tổ chức một cuộc họp báo. Được biết, tại cuộc họp báo, tính đến 0 giờ 40 phút ngày 18 đã xảy ra 6 trận động đất mạnh trên 3 độ, gồm 3 trận mạnh từ 3,0 đến 3,9 độ, 2 trận mạnh 4,0 đến 4,9 độ và 1 trận mạnh 5,0 đến 5,9. Động lực của trận động đất vẫn đang được theo dõi liên tục. Các chuyên gia cho biết tâm chấn của trận động đất nằm ở thị trấn Song Hà, huyện Trường Ninh, phía nam Tứ Xuyên. Về mặt cấu trúc, nó nằm trong khối Nam Trung Quốc tương đối ổn định, dương tử Huaxi Platform, không có đứt gãy hoạt động khu vực quy mô lớn trên bề mặt trong phạm vi 100 km quanh khu vực động đất. Khả năng xảy ra một trận động đất rất lớn ở khu vực này là khó xảy ra. Vào khoảng 1 giờ ngày 18, Giám đốc Sở Đoạn Dịch Quân và Tiểu Mẫn, trưởng đoàn kiểm tra kỷ luật đã dẫn đầu các đồng chí phụ trách các bộ phận liên quan đến khu vực động đất để thực hiện công tác chỉ huy khẩn cấp và cứu nạn. Vào khoảng 5 giờ ngày 18, đội tiền trạm của Cục Quản lý Khẩn cấp đã đến tâm chấn của thị trấn Song Hà và ngay lập tức trao đổi quan điểm với chính quyền thành phố Jibin và các ban ngành liên quan để hiểu rõ tình hình thiên tai và ứng phó khẩn cấp. Vào lúc 8 giờ ngày 18, Cục Quản lý Khẩn cấp đã tổ chức các đội kỹ thuật chuyên nghiệp từ 3 cục địa chất và khai thác mỏ, luyện kim và mỏ than để sắp xếp và triển khai các cuộc điều tra thảm họa địa chất tại 6 thị trấn ở huyện Trang Ninh và huyện Gông. Vào ngày 17, Sở Tài chính đã ngay lập tức thành lập nhóm lãnh đạo bảo lãnh khẩn cấp đưa ra kế hoạch khẩn cấp tài chính và mở ra một kênh xanh để phân bổ quỹ. Theo yêu cầu của Sở Quản lý Khẩn cấp tỉnh Tứ Xuyên, Sở đã khẩn trương chuyển 10 triệu nhân dân tệ cho thành phố Nghi Tân, trong đó 6 triệu nhân dân tệ cho huyện Trường Ninh và 4 triệu nhân dân tệ cho huyện Công Tiên. Kinh phí được phân bổ cho hai quận vào lúc 11 giờ 30 phút sáng ngày 18. Lều, giường gấp, mền và các vật liệu cứu trợ khác do Cục Quản lý Khẩn cấp phối hợp với Cục Dự trữ Ngũ cốc và Nguyên liệu Nhà nước phân bổ khẩn cấp đều đã đến vùng thiên tai vào ngày 18 và đã được phân phát cho những người bị ảnh hưởng. Các nạn nhân của trận động đất đã được điều trị nhanh chóng, những người bị ảnh hưởng về cơ bản đã được tái định cư và hầu hết các tuyến đường bị gián đoạn và điện trong khu vực thiên tai đã được khôi phục. Tính đến 11 giờ ngày 18, 72 hộ gia đình và 73 ngôi nhà bị sập, 12 hộ gia đình và 19 ngôi nhà bị hư hỏng nặng, 6.424 hộ gia đình và 781 ngôi nhà bị hư hại nhẹ, thiệt hại kinh tế trực tiếp là 10,818 triệu nhân dân tệ. Qua kiểm tra và thống kê sơ bộ, hệ thống điện, thông tin liên lạc, cấp nước, cấp khí đốt, phương tiện giao thông và môi trường sinh thái trong khu vực động đất bị thiệt hại ở các mức độ khác nhau, 20.185 ngôi nhà của 9.532 hộ dân bị sập hoặc hư hỏng nặng. Vào lúc 23 giờ 27 phút ngày hôm qua, một trận động đất mạnh 5,2 độ Richter xảy ra gần khu vực huyện Long Dương, thành phố Bảo Sơn, tỉnh Vân Nam, tâm chấn tại tọa độ 25,3 độ vĩ Bắc, 99,3 độ kinh Đông. 10 phút sau lại xảy ra một trận động đất khác mạnh 4,4 độ Richter. Theo People Daily, trận động đất được cảm nhận ở Đại Lý, Lâm Thương, Sở Hồng, Mang Thực và những nơi khác ở Vân Nam. Một cư dân mạng ở tâm trấn Bảo Sơn, tỉnh Vân Nam đăng tải: "Tôi ngủ quên và bị giật mình tỉnh giấc hai lần. Dù đã trải qua nhiều trận động đất nhưng tôi vẫn rất sợ hãi và không dám ngủ." Một công dân Vân Nam ở trung tâm y tế thị trấn Mayao, thành phố Bảo Sơn, tỉnh Vân Nam nói với phóng viên Resta News rằng một số viên gạch trong trung tâm y tế đã bị rung chuyển trong trận động đất. Một hình ảnh khác từ hiện trường cho thấy một nửa cổng sắt của trung tâm y tế thị trấn Wayao thuộc Bệnh viện Nhân dân số 2 Bảo Sơn đã bị đổ sập, các bức tường của bệnh viện bị nứt.
Theo tin tức của CCTV, trận động đất 5,2 độ Richter ở huyện Long Dương, tỉnh Vân Nam và các dư chấn sau đó đã khiến tường của các cơ sở y tế thị trấn như trung tâm y tế thị trấn Weiao bị nứt và rơi ra, đồng thời cơ sở vật chất và trang thiết bị hư hỏng. Tình hình thiên tai cụ thể vẫn đang được thống kê. Vào tối ngày hôm qua, toàn bộ nhân viên của đội cứu hỏa của tỉnh Vân Nam có mặt đã đưa ra kế hoạch cứu hộ động đất và lực lượng cứu hộ của đội cứu hỏa thành phố Bảo Sơn đã lên đường đến tầm chắn. 4 phân đội Đức Hồng, Nộ Giang, Đại Lý và Lâm Thương đã tập hợp lại và đang trong tư thế sẵn sàng. Ngoài ra, 96 người từ 16 đội cứu hỏa trên toàn tỉnh cũng đã tập hợp và cử đến Lệ Giang để kiểm tra khả năng cứu hộ động đất. Vào sáng sớm ngày hôm nay, phóng viên của Red Star News đã cho biết, Sở Cứu Hỏa rừng Dali thông tin rằng sau trận động đất, phân đội đã phản ứng nhanh chóng theo mệnh lệnh thống nhất của quân đoàn, ngay lập tức triển khai kế hoạch cứu hộ khẩn cấp động đất và thực hiện các biện pháp khẩn cấp chuẩn bị cứu nạn càng sớm càng tốt. Vào lúc 23 giờ 45 phút ngày hôm qua, Trung tâm Chỉ huy đã liên lạc kịp thời với Cục Quản lý Khẩn cấp thành phố Bảo Sơn để nắm bắt tình hình thiên tai, đồng thời điều động và hướng dẫn đội chuẩn bị điều động. Đồng thời, chỉ huy 6 tiểu đội tuân theo yêu cầu với tốc độ, trật tự và an toàn. Toàn bộ nhân viên mang theo trang bị bảo hộ cá nhân, tài liệu tự bảo vệ 72 giờ và các thiết bị, dụng cụ cứu nạn, động đất tập trung về doanh trại, túc trực chỉ huy và các chiến sĩ nghỉ ngơi trên xe công vụ để đảm bảo nhận mệnh lệnh xuất kích bất cứ lúc nào. Thực hiện yêu cầu của phương án chuẩn bị đầy đủ đến nhanh, trang bị đầy đủ của phương án ứng phó thiên tai động đất, tổ chức và thực hiện công tác sẵn sàng chiến đấu của khu vực doanh trại, nhanh chóng tiến hành kiểm kê, kiểm tra quân sự, phương tiện, trang bị và vật chất hỗ trợ, hoàn thành nhiệm vụ trong thời hạn quy định. Tính đến 23 giờ 50 phút ngày hôm qua, đội chữa cháy rừng Đại Lý đã sẵn sàng tiếp viện xuyên khu vực. Thưa quý vị, tại khu vực biển Bột Hải, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc đại lục, cư dân mạng đã trực tiếp bắt gặp cơn lốc xoáy trên biển, cột nước dài từ mặt biển bắn thẳng lên trời, cảnh tượng rất ngoạn mục. Tuy nhiên, các chuyên gia nhắc nhở rằng lốc xoáy trên biển tồn tại lâu hơn trên đất liền và có sức mạnh lớn hơn, nếu gặp trên biển thì phải tránh ngay. Cột nước dài nối liền biển và trời xanh như liên tục hút nước lên trời, giống như cảnh trong phim, cảnh tượng thật ngoạn mục. Phong cảnh khí tượng này được chụp ở Đại Liên, Liêu Ninh, Trung Quốc và được gọi là dòng hút nước cục bộ, tức là lốc xoáy biển. Cơn lốc biển kéo dài 10 phút trước khi tan dần. Theo các chuyên gia, nguyên nhân hình thành lốc xoáy biển là do không khí lạnh đối lưu với không khí nóng bốc hơi và bốc lên khỏi mặt biển trong quá trình hạ xuống, đặc biệt là cần chú ý đến thời gian của lốc xoáy trên biển dài hơn lốc xoáy trên đất liền và mạnh hơn. Tàu bè trên biển có thể bị lật nếu không tránh kịp thời. Trên đất liền, tỉnh Quý Châu thu hút nhiều sự chú ý vì khí hậu. Còn tại huyện Thủy Thành, tỉnh Quý Châu, mưa lớn suốt đêm khiến lũ tràn qua nhà dân. Hàng trăm người bị mắc kẹt do nước chảy xiết nên thuyền cứu hộ không thể vào được. Từng người một ở Liễu Châu, Quảng Tây cũng đã phải đối mặt với nỗi khổ của lũ lụt. Cơn lũ bùn không chỉ nhấn chìm con đường mà còn nuốt chửng tầng 1 của những ngôi nhà. Liễu Châu hứng chịu một trận mưa xối xả vào sáng ngày hôm kia, khiến nhiều người dân không kịp sơ tán và đã có 4 người tử vong. Kính thưa quý vị, bão Viola là một xoáy thuận nhiệt đới của mùa bão Thái Bình Dương năm nay. Cơn bão hình thành vào ngày 22, kéo dài khoảng một tuần và kết thúc vào ngày hôm nay. Viola đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng ở phía đông Quảng Đông, giết chết tổng cộng 1.554 người, bao gồm 470 sĩ quan và binh sĩ quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc và 83 sinh viên đại học từ khắp cả nước đang bảo vệ đê chắn sóng ở Nữ Thiên Dương, vùng ngoại ô phía tây của thành phố Sán Đầu. Do đó, ở Trung Quốc đại lục, cơn bão này được gọi là thảm họa bão Ngưu Điền Dương. Áp thấp nhiệt đới hình thành ở phía đông Philippines và tây nam đảo Guam trong ngày 22 vừa qua, sau đó di chuyển chậm theo hướng Tây Bắc, đến sáng ngày 24 đã mạnh lên thành bão cấp 1 có tên là Viola và mạnh lên thành bão cấp 2 trong đêm đó. Rạng sáng ngày hôm sau tiếp tục mạnh lên thành bão cấp 3 và đến chiều ngày 25 mạnh lên thành bão cấp 4. Viola đi qua Bắc Luzon vào ngày 26, sáng sớm ngày 27. Tốc độ gió trung bình trong một phút cao nhất được ghi nhận là khoảng 240 km/h. Áp suất không khí thấp nhất là 897 HPA, sau đó cường độ yếu dần. Đến sáng ngày hôm qua, nó đổ bộ vào bờ biển huyện Hu Lai, Sán Đầu, tỉnh Quảng Đông. Khi đổ bộ, áp suất trung bình là 936 HPA và tốc độ gió là 48 m/s.
sau khi di chuyển qua đất liền, Viola suy yếu nhanh chóng và tan vào ngày hôm nay. Khi Viola đổ bộ vào sán đầu vào ngày hôm qua, nó trùng với thủy triều Thiên Văn. Dưới tác động của triều cường, hầu hết các tuyến đê bao ven biển bị sạt lở, nước thủy triều tràn vào tạo thành đại dương mênh mông, độ sâu nước ở những nơi trũng thấp lên tới 4 mét. Toàn bộ khu đô thị bị ngập sâu, sán đầu ngập là 2-3 mét. Tại khu vực sán đầu có 1,19 triệu hectare đất canh tác bị ngập lụt, 1,31 triệu hectare hoa màu bị hư hại, 2087 con đê bị vỡ với tổng chiều dài 90 km, 82.381 ngôi nhà bị sập, 954 người chết, không bao gồm quân nữ Thiên Dương và 10.347 người bị thương. Giao thông đường bộ trong toàn khu vực bị tê liệt hoàn toàn, mọi liên lạc thông tin liên lạc bị gián đoạn. Huyện Chiang Hai bị ảnh hưởng nặng nề nhất, với 180 km trong số 294 km đê của huyện bị hư hại, 254 trong số đó bị sập với tổng chiều dài là 13,5 km và thủy triều xâm nhập vào đất liền 15 km, 504 người chết trong huyện và hầu hết vùng đất nông nghiệp phía đông của đường cao tốc Sơn Thương bị ngập lụt, có diện tích 220.000 ha đất canh bị hư hại, chiếm 59% tổng diện tích đất canh tác của quận. Tại khu vực cải tạo quân sự nữ Thiên Dương nằm ở vùng ngoại ô phía tây của sán đầu, 23 trong số 62 km đê biển dài đã bị cuốn trôi và 2/3 trong số 9 km đê biển khác đã bị cắt đứt. Tại thời điểm đó, hơn 10.000 sĩ quan và binh sĩ thuộc Sư đoàn 219 thuộc Quân đoàn 55 của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc và Trung đoàn Pháo binh đang tham gia sản xuất tại khu cải tạo quân sự nữ Thiên Dương, cũng như 2.183 binh sĩ đến từ Đại học Ngoại giao Bắc Kinh và Đại học Trung Sơn, Đại học Tứ Xuyên và 8 trường cao đẳng và đại học khác trên cả nước, cũng như các sinh viên đại học đã tốt nghiệp từ khoa quốc tế của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và Bộ Ngoại giao. Trước nguy cơ sạt lở đê biển với khẩu hiệu thề bảo vệ kè, dân sống trong kè, người quyết thắng trời, cán bộ, chiến sĩ và sinh viên bãi bồi đã gồng mình chống chiều cường để bảo vệ bờ biển. Cuối cùng, họ không những không giữ được đất canh tác trong khu vực quân sự khai hoang mà khiến hơn 20.000 người dân trong vòng vây của lũ và thủy triều. Nhiều mẫu đất và thiết bị sản xuất đã bị nước biển nhấn chìm, độ sâu của nước lên tới 3,5 mét và 470 các sĩ quan và binh sĩ PLA cùng 83 sinh viên đại học đã thiệt mạng. Sau thiên tai, chính quyền nhân dân tỉnh Quảng Đông đã lần lượt phân bổ 5,92 triệu nhân dân tệ để sửa chữa các công trình và đê điều bị hư hỏng. Và đến cuối tháng này, đời sống và sản xuất vùng bị thiên tai sẽ cơ bản ổn định trở lại. Quân khu Quảng Châu và Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã phong tặng danh hiệu liệt sĩ cho tất cả 553 sĩ quan, binh sĩ và sinh viên PLA đã hy sinh trong trận bão lũ này. Mặc dù căn cứ cải tạo quân sự nữ Thiên Dương đã bị phá hủy, nhưng nó vẫn được ca ngợi là có đảo Chân Bảo ở phía Bắc và nữ Thiên Dương ở phía Nam. Theo chỉ thị của Thủ tướng Lý Khắc Cường của Quốc vụ Viện, những sinh viên đại học còn sống lần lượt rời nữ Thiên Dương để làm việc, bao gồm cả Lý Triệu Tinh, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao tương lai, và Trần Kiến, Vụ trưởng Vụ thông tin của Bộ Ngoại giao. Thưa quý vị, Trùng Khánh sẽ đối mặt với đỉnh lũ lớn nhất trong hơn 30 năm qua, vượt 187,55 mét. Theo Văn phòng Trụ sở Phòng chống hạn hán và Kiểm soát lũ lụt thành phố Trùng Khánh, do ảnh hưởng của lượng mưa ở thượng nguồn, đoạn Trùng Khánh của dòng chính sông Dương Tử có thể hứng chịu trận lũ lớn nhất kể từ trận lũ năm 1981. Đến 8 giờ ngày 28, tại trạm Khu Than, đỉnh lũ dự báo đạt 186,6 mét trên mực nước đảm bảo 4,1 mét. Hiện tại, tất cả các quận ven sông đã đưa ra các kế hoạch khẩn cấp phòng chống lũ lụt và cấp vật liệu phòng chống lũ lụt trị giá 3,2 triệu nhân dân tệ đã được đưa vào công tác chống lũ lụt và cứu hộ khẩn cấp. Theo Văn phòng Quốc phòng thành phố, do lượng mưa lớn ở thượng nguồn đoạn Trùng Khánh của dòng chính sông Dương Tử có thể hứng chịu trận lũ lớn nhất với đỉnh lũ tại 191,43 m tại trạm Khu Than vào năm 1981. Mực nước đỉnh lũ tại trạm Khu Than dự báo vào lúc 8 giờ ngày 28 là 187,6 m. Lãnh đạo cấp ủy chính quyền thành phố hết sức coi trọng, nhiều đồng chí lãnh đạo thành phố đã có những chỉ đạo quan trọng, yêu cầu các cấp ban ngành dọc sông phải dốc toàn lực làm tốt công tác phòng chống lụt bão, khắc phục hậu quả thiên tai. Tổ công tác của Bộ Quốc phòng sẽ đến Trùng Khánh hôm nay để giúp chỉ đạo công tác kiểm soát lũ lụt và cứu hộ.
sau khi Văn phòng Quốc phòng thành phố đưa ra thông tin cảnh báo đỏ về mực nước sông vào đầu ngày hôm nay. Lúc 14 giờ, Văn phòng Quốc phòng thành phố đã phát động ứng phó khẩn cấp với cấp độ lũ lụt. Hiện tại, dọc theo sông Dương Tử, Giang Tân, Trường Thọ, Vĩnh Xuyên, Ngọc Bắc, Cửu Long Pha, Nam An, Giang Bắc và các quận khác đã đưa ra các kế hoạch khẩn cấp kiểm soát lũ lụt. People Daily Online Thiên Tân ngày hôm nay đưa tin, từ ngày hôm kia đến ngày hôm qua, trên lưu vực sông Hai Hề đã có mưa lớn và tất cả lũ vượt mức cảnh báo đều đổ ra biển qua Thiên Tân. Theo các báo cáo, lượng mưa trung bình của trận mưa lớn này ở Thiên Tân là 98,6mm. Đây là lượng mưa lớn nhất trong cùng thời kỳ lịch sử kể từ năm 1978. Các quận Bắc Thần, Hà Bắc, Hồng Kiều, Ngô Khánh, Bảo Định và Tế Vân đã vượt quá mức mưa lớn và có 18 điểm ngập nước ở khu vực đô thị Thiên Tân. 2,36 triệu hectare đất nông nghiệp ở các quận và huyện phía Bắc bị lũ lụt nhấn chìm. Trước tình hình lũ lụt nghiêm trọng, Bộ Tư lệnh Phòng chống thiên tai thành phố Thiên Tân đã nhanh chóng triển khai ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ cấp 3 để xả lũ thượng nguồn toàn lực và đảm bảo an toàn cho việc kiểm soát lũ lụt ở Bắc Kinh. Văn phòng Quốc phòng thành phố đã mở trước cửa xả Triều Bạch mới trên sông Tử Cố, cửa xả Ninh Chế Cổ và cửa xả sông Tế Vân, đồng thời chuẩn bị cho các khu vực chứa và giữ lũ trong vùng trũng Đại Hoàng Bảo, đồng thời thực hiện các biện pháp di dời và tái định cư 67 ngôi làng và 45.700 người. Lực lượng phòng chống thiên tai quận Ngô Thanh và Bảo Di đề cập đến việc triển khai các bờ bao cao, kiểm soát lũ lụt và cứu hộ khẩn cấp và di chuyển và tái định cư trước hàng loạt, chuẩn bị sẵn sàng cho lũ lụt. Kế Tiên đã nỗ lực hết sức để ngăn chặn sạt lở đất và nhanh chóng di chuyển 292 hộ gia đình, 1.106 người và 260 khách du lịch, xử lý thành công 14 nguy cơ lũ quét nghiêm trọng và 72 tình huống nguy hiểm khi lũ lụt và sạt lở đất xảy ra. Vào lúc 1 giờ ngày hôm qua, đỉnh lũ 1.590 m khối mỗi giây đã xuất hiện tại trung tâm Bắc Quan của kênh Đạo Bắc ở Bắc Kinh. Và vào lúc 12 giờ ngày hôm qua, đỉnh lũ đã xuất hiện tại cửa trung tâm Đồ Môn Lâu của kênh Bắc đạt 1.225 m khối mỗi giây. Do chênh lệch lớn giữa khả năng xả lũ và khả năng thiết kế của kênh giảm lưu sông Vịnh Thanh Long, để đảm bảo xả lũ an toàn, Văn phòng Quốc phòng thành phố Thiên Tân đã tích cực phối hợp với Bộ Tài nguyên nước, các tỉnh thượng nguồn và các sở kiểm soát lũ lụt của thành phố để điều tiết lũ một cách khoa học. Lưu lượng xả lũ là 1.090 m khối mỗi giây, kênh Bắc xả 135 m khối mỗi giây. Đồng thời, Văn phòng Quốc phòng thành phố đã bố trí cho quận Ngô Thanh và quận Bảo Di vận chuyển trước nhiều vật liệu chống lũ, gấp rút xây dựng đoạn nguy hiểm dài 15 km của sông Kiến Hà, Vịnh Thanh Long và kênh Bắc, đồng thời theo dõi đỉnh lũ và dòng chảy theo thời gian thực, tổ chức cho 9.500 người đến bờ kè để điều tra và cứu hộ, loại bỏ các tình huống nguy hiểm như đường ống cống và bờ kè rò rỉ. Và trên cơ sở đảm bảo an toàn tràn bờ kè, phấn đấu không xả lũ vào lũ khu vực lưu trữ và giam giữ ở Đại Hoàng Bảo để giảm thiểu thiệt hại do thiên tai cho người dân. Vào lúc 22 giờ ngày hôm qua, mực nước cao nhất là 8,16 m đã xuất hiện trên cổng phân lũ Vịnh Giai Hòa của Vịnh Thanh Long, vượt mức phân lũ 0,06 m do lập kế hoạch kiểm soát lũ thích hợp và các biện pháp như gia cố kè và gấp rút xây dựng các tiểu khu trước. Đỉnh lũ đã vượt qua sông Vịnh Thanh Long Kiến an toàn vào lúc 8 giờ sáng ngày hôm nay và hòa vào sông Triều Bạch một cách suôn sẻ, giành thắng lợi trong chống lũ và ứng cứu. Từ 23 giờ 30 phút ngày hôm kia đến 6 giờ sáng ngày hôm qua, khu vực trung tâm thành phố Thiên Tân có mưa lớn, lượng mưa trung bình tích lũy đạt 74mm, lượng mưa ở quận Bắc Thần là 163,8mm, lượng mưa ở quận Hà Bắc là 132,7mm và lượng mưa ở quận Hồng Kiều là 108,7mm. Do đợt mưa này có cường độ tức thời cao, mưa tập trung, thời gian mưa ngắn và không đồng đều nên đã có 18 ao hồ ở khu vực nội thành Thiên Tân bị ngập lụt. Tính đến 10 giờ ngày hôm qua, tất cả lượng nước tích tụ ở 6 quận của thành phố đã rút đi. Và tính đến 3 giờ ngày hôm nay, phần lớn lượng nước tích tụ ở quận Bắc Thần đã rút đi. Tính đến 7 giờ ngày hôm nay, các trạm bơm nước của thành phố đã tiêu 105,18 triệu m3 đất nông nghiệp và diện tích úng 2,124 triệu hectare đất nông nghiệp, chiếm 90% tổng diện tích đất nông nghiệp. Hiện còn 69 trạm bơm và 359 tổ máy vẫn đang vận hành. Dự kiến trước 18 giờ ngày hôm nay phải tiêu hết nước diện tích đất ruộng còn lại để đảm bảo sản xuất nông nghiệp không bị thất thoát. Hiện tại, cơ quan phòng chống lũ lụt các cấp ở Thiên Tân vẫn đang chờ đợi trận lũ lớn. Toàn thể nhân viên bám trụ, chú ý quan sát tình hình mưa, nước, điều kiện làm việc, triển khai đầy đủ các biện pháp phòng chống lũ lụt và cứu hộ, đảm bảo thành phố an toàn vượt qua mùa mưa lũ. Trần Lôi,
Phó Tổng Tư lệnh Bộ Tư lệnh Quốc phòng Trung Quốc kiêm Bộ trưởng Bộ Tài nguyên nước cho biết, lũ lụt thường xuyên xảy ra ở Trung Quốc vào năm nay đã khiến 319 người chết và 81 người mất tích trên cả nước. Trần Lôi đã giới thiệu tại hội nghị video về công tác kiểm soát lũ lụt và cứu trợ hạn hán quốc gia rằng sự phân bố lượng mưa ở Trung Quốc nhiều hơn ở phía Nam và ít hơn ở phía Bắc. Cả nước có tổng cộng 319 người chết và 81 người mất tích do lũ lụt. Đây là con số thấp nhất kể từ khi thành lập nước Trung Quốc mới. So với giá trị trung bình cùng kỳ kể từ năm 2022, ngoài thiệt hại kinh tế trực tiếp là 13%, số người bị ảnh hưởng bởi thiên tai, diện tích cây trồng bị ảnh hưởng bởi thiên tai và các chỉ tiêu khác đều giảm đáng kể. Nhìn chung, 5 tháng đầu năm nay tuy có mưa bão lớn nhưng không có hồ chứa lớn và vườn nào bị sạt lở. Mưa lũ lớn nhưng không có đê bao xung quanh nào bị vỡ, hạn hán trên diện rộng nhưng nước sinh hoạt và sản xuất cơ bản được đảm bảo. 5 tháng đầu năm nay, tổng cộng 15,65 triệu người bị ảnh hưởng bởi lũ lụt và lợi ích từ việc giảm nhẹ thiên tai đạt 42,2 tỷ nhân dân tệ. Tổng cộng 250 triệu hectare đất đã được tưới tiêu để cứu trợ hạn hán. 22,6 triệu tấn ngũ cốc bị mất và 20,1 tỷ nhân dân tệ thiệt hại về kinh tế đã được phục hồi. Điều này được hiểu rằng, trong giai đoạn kế hoạch 5 năm lần thứ 16, công tác kiểm soát lũ lụt và giảm hạn hán của Trung Quốc sẽ cố gắng đạt được các tiêu chuẩn kiểm soát lũ lụt được xác định trong kế hoạch đối với các khu vực bảo vệ kiểm soát lũ lụt trọng điểm của các con sông chính và sông lớn. Các đoạn quan trọng của các con sông vừa và nhỏ ở Trung Quốc sẽ đạt tiêu chuẩn từ 10 đến 20 năm một lần và các tiêu chuẩn thoát lũ cho các vùng lũ thấp và dễ bị lũ lụt sẽ đạt tiêu chuẩn 5 đến 10 năm một lần. Khả năng chống hạn và các vùng trọng điểm đô thị và nông thôn được nâng cao rõ rệt. Thưa quý vị, bão Mawa là cơn bão nhiệt đới thứ hai được đặt tên trong mùa bão Thái Bình Dương năm nay. Do Mawa xâm nhập Philippines và miền Nam Trung Quốc gây ra nhiều thảm họa nghiêm trọng. Vào tuần trước, một vùng nhiễu động nhiệt đới hình thành trên Thái Bình Dương ở phía nam tây nam quần đảo Chúc. Vào lúc 9 giờ tối, Trung tâm Cảnh báo bão Liên Hợp đã nâng cấp nó thành áp thấp nhiệt đới. Ngày hôm sau, cơ quan khí tượng Nhật Bản đã nâng cấp nó thành bão nhiệt đới và đặt tên là Mawa. Nó tiếp tục mạnh lên đợt đổ bộ vào Guam với tư cách là một cơn bão nhiệt đới dữ dội trong ngày 24 vừa qua. Sau đó đi hướng vào Philippines và mạnh lên thành bão cuồng phong. Trung tâm Cảnh báo bão Liên Hợp đã nâng cấp thành siêu bão vào ngày 22, nhưng nó đã suy yếu thành bão cuồng phong chưa đầy một ngày sau đó. Sau khi suy yếu, bão bắt đầu di chuyển theo hướng Đông Bắc về phía Đông Trung Quốc. Nó quét qua miền Đông Trung Quốc và suy yếu nhanh chóng, sau đó trở thành một xoáy thuận nhiệt đới vào ngày hôm sau và di chuyển đến Biển Hoa Đông. Cục Khí tượng Trung ương Đài Loan tuyên bố rằng đường di chuyển hình chữ L đặc biệt của cơn bão này là duy nhất trong số các cơn bão tháng 5 được cơ quan này ghi nhận trong 60 năm qua. Tỉnh Quảng Đông đã phát tín hiệu cảnh báo bão màu đỏ. Nhiều thành phố ở tỉnh Quảng Đông dự kiến sẽ bị bão tấn công trực diện, chẳng hạn như các khu vực lân cận Quảng Châu, bao gồm 20 thành phố Thuận Châu và Châu Huệ, Sán Đầu, Chu Hải, Thâm Quyến. Vì đài quan sát khí tượng Sán Đầu dự đoán rằng bão sẽ đổ bộ vào bờ biển từ Sán Vị đến huyện Triều Đình và đổ bộ vào Sán Đầu từ tối đến đêm ngày thứ năm vừa qua, hơn trở thành cơn bão lớn nhất đổ bộ vào Sán Đầu vào tháng 5 trong 57 năm qua và đã phát tín hiệu đỏ vào 12 giờ trưa ngày thứ năm. Vào sáng ngày hôm qua, do cơn bão suy yếu nhanh chóng, đài quan sát khí tượng Sán Đầu đã hủy bỏ tín hiệu bão đỏ và tín hiệu mưa bão đen vào lúc 5 giờ 40 phút sáng vào thời tiết địa phương vào sáng hôm qua có nắng. Trụ sở phòng thủ 3 thành phố Sán Đầu đã ban hành một thông báo khẩn cấp vào sáng ngày thứ Năm, yêu cầu sơ tán khỏi nơi nguy hiểm trước 3 giờ chiều và ngừng hoạt động của mỏ đá và mỏ cát. Theo báo cáo của Metropolis Daily, Sán Đầu cho biết, lúc 5 giờ chiều có 36.812 người trong khu vực nguy hiểm và 13.340 người đi biển và nhân viên chăn nuôi. Các trường trung học cơ sở và tiểu học lớn cũng như trường học dành cho học sinh trung học của thành phố đóng cửa và các lớp học sẽ tiếp tục học bình thường vào ngày hôm sau. Vào lúc 4 giờ 30 phút chiều thứ Năm, cầu Vịnh Sán Đầu và các cây cầu vượt biển khác đã bị đóng cửa, sân bay Sán Đầu đã hủy 23 chuyến bay đến và đi, chủ yếu là các tuyến nội địa như Quảng Châu, Thượng Hải, Bắc Kinh, và các chuyến tàu vẫn tiếp tục như thường. Khi cơn bão đổ bộ vào Sán Đầu, 8 người ở Sán Đầu đã thiệt mạng, trong đó có 2 trẻ em và 2 người già bị thương. Tại thị trấn Hồng Sương, quận Triều Nam, một trận lở đất do mưa lớn đã phá hủy 3 ngôi nhà và khiến 3 người thiệt mạng. Gần công viên Bắc Giao dẫn đến Yết Dương, 192 ngôi nhà một tầng bị ngập sâu 1,6 m, gần 3.000 hộ dân với tổng số hơn 6.000 người bị mắc kẹt. Chính quyền khẩn trương huy động 500 cán bộ chiến sĩ sơ tán người dân. Tổng cộng hơn 327.000 cư dân đã được sơ tán khỏi Quảng Đông. Tại Nam Ao,
hàng chục tàu đánh cá bị bão thổi bay, thiệt hại kinh tế do cơn bão gây ra là 2,559 tỷ nhân dân tệ và tổng cộng 886.700 hộ gia đình trong thành phố bị ảnh hưởng do mất điện. Tính đến ngày hôm kia, vẫn còn một số ít người dùng chưa khôi phục được nguồn điện. Bão đi qua đảo Nam Ao lúc 1 giờ 20 phút sáng ngày thứ Sáu và hạ cánh tại ngã ba quận Thành Hải và quận Rào Bình lúc 2 giờ 15 phút sáng. Sau khi hạ cánh, nó suy yếu ngay lập tức vào khoảng 7 giờ tối ngày thứ Năm khi cơn bão đến gần. Sán đầu thường có mưa lớn cấp 9 đến cấp 10 và gió giật cấp 12. Về lượng mưa, cả ngày bắt đầu vào lúc 8 giờ tối ngày thứ Tư, đài quan sát Sán đầu đã ghi lại tổng lượng mưa là 187,1mm. Trong khi đó, từ 8 giờ ngày thứ Tư đến 8 giờ ngày thứ Sáu, tổng lượng mưa là 425,3mm. Triều Dương và Nam Áo thậm chí còn ghi nhận lượng mưa hơn 200mm trong 24 giờ. Tại Phúc Kiến, vào khoảng 4 giờ 30 phút sáng ngày thứ Sáu, tại thôn Bản Linh, thị trấn Huệ Bình, huyện Vân Tiêu, thành phố Trương Châu, tỉnh Phúc Kiến đã xảy ra một vụ sạt lở đất làm hai ngôi nhà bị sập, tổng cộng 8 người thiệt mạng và 4 người mất tích. Gần như cùng lúc, một vụ sạt lở đất xảy ra tại làng Thiên Trung, thị trấn Trường Khánh, huyện An Tây, thành phố Tuyền Châu, khiến ngôi nhà bị sập và hai bé gái tử vong. Cơn bão đã khiến tổng cộng 20 người chết, 4 người mất tích và 18 người bị thương. Theo thống kê sơ bộ từ Văn phòng Phòng chống lũ lụt tỉnh vào lúc 15 giờ chiều ngày thứ Sáu, 60 huyện và thành phố và 425 thị trấn trong tỉnh đã bị ảnh hưởng bởi thiên tai, với thiệt hại kinh tế trực tiếp là 3,73 tỷ nhân dân tệ, 3.155.000 người bị ảnh hưởng, 9.600 ngôi nhà bị sập và 709.000 cư dân đã sơ tán. Tại Giang Tây, từ 8 giờ ngày thứ Tư đến 14 giờ ngày thứ Sáu, 20 quận và thành phố ở Cám Châu và Phúc Châu có lượng mưa vượt quá 50mm, Huệ Xương, Thị Kim, An Nguyên và những nơi khác có lượng mưa vượt quá 100mm, trong đó Huệ Xương có lượng mưa lớn nhất là 133,8mm.